Cuộc hẹn hò với tình yêu. Kém 6 phút, kim đồng hồ tròn to bản trên phòng thông tin trạm xe hỏa Grand Central Station đã báo giờ. Viên thiếu úy quân đội cao giáo trẻ trung vừa trở lại từ phía đường ray xe hỏa, khuôn mặt sạm nắng của chàng ngước lên và đôi mắt nheo lại để xem kỹ giờ cho chính xác. Tim chàng đang đập mạnh với nhịp độ gây sốc vì chàng không thể nào kìm hãm được nó. Trong 6 phút nữa, chàng sẽ được gặp người phụ nữ đã chiếm ngự một vị trí đặc biệt trong đời chàng. 13 tháng qua, dù chưa hề gặp mặt, nhưng những dòng chữ của nàng đã luôn bên cạnh chàng và nâng đỡ chàng. Thiếu úy Blanford nhớ đến một đêm nọ, trận chiến khốc liệt nhất, khi phi cơ của chàng đã rơi vào vòng vây của địch, chàng đã thấy nụ cười khoái trá trên gương mặt kẻ thù. Trước đó, trong một lá thư, chàng thú nhận với nàng rằng chàng thường cảm thấy sợ hãi, và chỉ một vài ngày trước trận chiến này, chàng đã nhận được phúc đáp của nàng như sau. Đương nhiên là anh cảm thấy sợ, tất cả những người can đảm đều có nỗi sợ hãi. Không phải Đức Vua David cũng đã có sự sợ hãi hay sao? Đó là lý do tại sao Ngài đã viết Psalm 23 trong Kinh Thánh. Lần sau, nếu anh nghi ngờ chính bản thân mình, em muốn anh nghe lời nói của em vọng tới anh như sau. Phải rồi, dù tôi đi qua thung lũng của thần chết, tôi sẽ không sợ ác quỷ nữa, vì Chúa đang bên tôi. Và chàng nhớ, chàng đã nghe được giọng nói của nàng trong tưởng tượng, và chính nó đã hồi sinh lại sức mạnh và tiềm năng của chàng. Bây giờ thì chàng sẽ được nghe giọng nói của chính nàng. 6 giờ kém 4 phút. Khuôn mặt chàng nghiêm nghị hẳn lên. Dưới mái hiên lấp lánh ánh sao rộng lớn, dòng người đi qua lại nhộn nhịp như những cuộn chỉ màu được dệt lại thành mạng nhện xám. Một cô gái đi ngang gần chàng và thiếu úy Blanford giật mình. Nàng mang một nụ hoa đỏ trên vai áo vest của nàng, nhưng nó lại là một loại hoa đậu màu đỏ sậm, không phải nụ hoa hồng đỏ nhỏ nhắn như họ đã thỏa thuận với nhau. Hơn nữa, cô gái này còn quá trẻ và khoảng 18 tuổi, trong khi Holly Maynell đã nói với chàng rằng nàng 30 tuổi. Nào có sao đâu, chàng đã trả lời nàng như vậy, tôi 32 tuổi. Thật ra, chàng 29 tuổi. Tâm trí chàng lại trở về quyển sách mà Thượng Đế đã chọn ra đặt vào bàn tay chàng từ hàng trăm quyển sách của Thư viện Quân đội, tựa là Of Human Bondage, về nô lệ loài người. Trong những trang sách ấy có trên vài những dòng chữ viết tay của một phụ nữ. Chàng chúa ghét những ai hay viết tạp nham vào sách, nhưng không hiểu sao những dòng chữ ghi chép ấy lại khác lạ với chàng. Chàng chưa bao giờ tin rằng một người phụ nữ có thể nhìn vào trái tim của phái nam thật dịu dàng, thật cảm thông. Tên của nàng ở phía trên bìa sách, Holly Maynell. Chàng đã tìm quyền niên giám điện thoại của thành phố New York và tìm ra địa chỉ của nàng. Chàng viết thư, rồi nàng trả lời. Ngày hôm sau thì chàng đã theo lệnh động viên ra chiến trường, nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi thư tín liên lạc. 13 tháng ròng rã, nàng hồi âm liên tục và còn hơn trả lời nữa. Khi những lá thư của chàng không đến, nàng cứ tiếp tục viết, và giờ đây chàng tin rằng chàng đã yêu nàng và nàng cũng yêu chàng. Nhưng nàng đã từ chối tất cả những lời chàng khẩn khoản xin nàng một bức ảnh. Nàng giải thích, nếu cảm tình của anh đối với em là chân thành thì dung mạo của em không quan trọng. Giả sử em đẹp, thì có lẽ em luôn bị ám ảnh bởi cái cảm giác là anh chỉ đánh cờ với trò chơi cơ hội đó thôi, và tình yêu kiểu đó sẽ làm em gớm ghiếc. Giả sử em không đẹp, và anh phải nhìn nhận rằng điều này rất có thể xảy ra, thì em sẽ luôn sợ rằng anh tiếp tục viết thư cho em chỉ vì anh cô đơn và không có ai trò chuyện cả. Không, đừng hỏi xin ảnh của em. Khi anh về New York, anh sẽ gặp em, và lúc đó anh sẽ quyết định. Nên nhớ rằng, cả hai chúng ta đều được tự do kết thúc hay tiếp tục sau đó, tùy theo sự lựa chọn của chúng ta. Cô gái trong bộ áo vest màu xanh đang rảo bước đi nhanh. 6 giờ kém 1 phút. Rồi tim thiếu úy Blanford đập nhanh hơn cả phi cơ của chàng bay nữa. Cô gái trẻ đang tiến đến gần phía chàng. Dáng nàng thon gầy, mái tóc vàng óng của nàng uốn cong ra phía sau vành tai xinh xắn. Đôi mắt nàng như bông hoa xanh biếc, đôi môi và chiếc cằm của nàng có một chút cương nghị dịu dàng. Trong bộ vest màu xanh nhạt, nàng như mùa xuân bừng sống dậy. Chàng bắt đầu tiến về phía nàng, hoàn toàn quên là nàng không cài hoa hồng trên áo.
và khi chàng vừa đến thì một nụ cười nhỏ thách thức cong trên môi nàng. Đi chung đường với tôi à, anh lính? Cô nói nhỏ. Không tự chủ được nữa, chàng tiến thêm một bước đến gần cô gái. Lúc đó thì chàng gặp Hollis Maynell. Đứng ngay sau lưng cô gái đó là một phụ nữ vào lứa tuổi trên tứ tuần. Mái tóc bạc của bà vén gọn dưới chiếc nón cũ kỹ. Bà hơi tròn trĩnh, đôi chân phì của bà dúi vào đôi giày gót thấp. Nhưng bà có cài một nụ hoa hồng đỏ trên vai áo choàng nhiều nát màu nâu. Cô gái trong bộ vest màu xanh đã nhanh chân xa dần. Blandford cảm thấy như đã bị xẻ ra làm đôi vì nỗi khát vọng muốn đuổi theo cô gái kia, đồng thời vì lòng nhung nhớ đến người phụ nữ mà tâm hồn đã bầu bạn với chàng và đã nâng đỡ tinh thần của chàng trong suốt thời gian qua. Giờ bà đứng đó, khuôn mặt xanh xao tròn trĩnh của bà dịu dàng và đầy thông cảm, đôi mắt xám của bà long lanh một tia ấm áp, hiền hòa. Thiếu úy Blandford đã không lưỡng lự, những ngón tay chàng bấu chặt lấy quyển sách nhỏ bìa da xanh cũ kỹ, Of Human Bondage, Nô lệ con người, là vật làm tin để nàng có thể nhận diện chàng. Đây sẽ không còn là tình yêu, nhưng nó sẽ là một cái gì đó quý giá, có lẽ một cái gì đó hiếm quý hơn cả tình yêu, một tình bạn mà chàng đã và sẽ phải luôn biết ơn mãi mãi. Chàng đứng thẳng vai lại, giơ tay lên chào, rồi đưa quyển sách hướng về phía người phụ nữ. Dù rằng khi cất tiếng nói, chàng đã cảm thấy nghẹn cổ họng vì nỗi đắng cay thất vọng tràn trề. Tôi là thiếu úy John Blandford, và bà là cô Maynell. Tôi rất vui mừng bà đã đến gặp tôi. Xin phép mời bà đi dùng cơm tối nhé. Gương mặt của người đàn bà ấy chợt rạng rỡ lên một nụ cười độ lượng. Bác không biết chuyện này ra sao cả, con ạ, bà trả lời. Một cô gái trẻ trong bộ vest màu xanh kia, người vừa mới đi ngang qua, đã van nài bác đeo nụ hoa hồng này trên áo choàng của bác. Và cô ấy nói rằng nếu con mời bác đi ăn, thì bác nói cho con biết rằng cô ấy đang chờ con trong nhà hàng bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm. Bác cũng có hai thằng con trai trong quân đội như con, nên bác cũng không ngần ngại gì khi đồng ý làm giúp chuyện này cho con.